Xin hỏi anh chị muốn dùng gì ạ? Quán này có cái gì ngon nhất thì mang ra đây. Tiền với bọn tôi ấy không quan trọng, quan trọng là phải ngon và nhanh nhá. Dạ vâng ạ, em sẽ bảo với đầu bếp làm thật nhanh cho anh chị. Alo, tôi đến quán rồi. Này, cậu đừng có mà cao su đấy nhá. Đó, ok. Mời anh chị dùng bữa. À, anh bảo này, anh có một chai rượu quý, cực quý, cho nên ấy em phải cẩn thận nhá. Này, em cầm ra ngoài khui cho anh, với cả cho thêm đá hoặc là thêm soda cũng được, tùy ý nhá. Cẩn thận đấy. Nó đi rồi, ăn lên đi. Em ăn nhanh lên. Em giao cho anh đi. À, em rất rót cho cả người yêu anh nữa. Bây giờ anh xử lý như thế nào đây? Úi dồi ôi Lan Anh ơi, những cái chai rượu mà cô cầm không xong nữa à? Úi. Em xin lỗi nhưng mà em không biết tại sao mình lại bị bắp chân như vậy. Em xin lỗi. Thế bây giờ là cô định đổ tội cho cái sàn nhà đấy à? Nên là bị bắp chân đúng không? Bây giờ nhá, tôi không quan tâm là hai người xử lý như nào. Trước mắt đền bù cái chai rượu đó cho tôi, chưa à? Nếu không ấy, tôi sẽ bóc phốt, xe ma còn dám đến đây ăn. Dạ vâng, thế thì anh chị cứ nói giá đi, em sẽ đền bù chai rượu. Đấy, nói như thế có phải là nhanh không? Bọn tôi nể tình nên là bọn tôi chỉ lấy giá rẻ thôi nhá. 20 triệu. Như thế thì chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Cái gì? 20 triệu? Thì tất nhiên rồi, rượu quý mà không phải là rượu mấy trăm ở ngoài đường ngoài chợ đâu. Rồi ôi. Nhưng mà cái số tiền đấy không có tiền để mà trả. À, tính liquid à? Này, anh là ai đấy? Tôi chỉ là khách hàng bình thường thôi. Trùng hợp là tôi cũng có thú chơi rượu. Vừa hay lại thấy anh chị vừa vỡ một chai rượu quý, cho nên muốn sang đây để xem, để mở mang tầm mắt thôi. Chuyện này không có liên quan đến anh nhá. Tốt nhất là anh đừng có xía vào chuyện của tôi làm gì. Để yên để tôi còn xử lý với cả quản lý đây. Nhưng mà thật tình cờ là tính của tôi lại cứ thích lo chuyện bao đồng. Tôi thấy là như cô nhân viên này không có đủ khả năng để đền cho hai người chai rượu đâu. Hay là để tôi thay mặt cô ấy đền cho hai người thấy thế nào? Anh nói thật á? Anh định đền bù thay cho cô ta à? Đúng. Hai người, ý hai người thế nào? Đồng ý luôn. Có gì đâu mà. Thấy chưa? Cô thấy không? Anh ta là người tốt ấy. Thế nên là mới giúp đỡ cô để bù thay cô đấy. Cô còn mặt mày lắm đấy. Thế
anh tính là chuyển khoản hay là đưa tiền mặt? À, đều không phải. Thế là thế nào? Thì tôi thấy chai rượu của hai người vỡ, vừa hay ở nhà của tôi ấy, có mấy chai rượu giống y hệt. Để tôi về tôi lấy, tôi mang đến để hai người là xong, đúng không? Tôi không đồng ý. Ok, tại sao lại không đồng ý? Rõ ràng hai người là rất sốt sắng về việc vỡ chai rượu quý. Thế bây giờ tôi về nhà tôi lấy một chai rượu y hệt, mà không những thế nhá, còn tem mác đầy đủ, không sai một ly. Không, tôi thấy không ổn tí nào cả. Bây giờ ai mà biết được là anh cầm chai rượu đấy là chai rượu thật hay là rượu giả? Mà tôi nghĩ là anh cầm chai rượu giả đến đưa cho chúng tôi lắm. Nhìn cái mặt của anh ở con bé này là dễ cùng một ruột này. Đúng rồi đấy. Ai mà biết được là rượu của anh là rượu giả hay là rượu thật? Rượu của chúng tôi là hàng nhập ngoại chính khẩu, hàng limited đấy, phải là hàng vớ vẩn. Chỉ có ngu mới dễ bị lừa thôi. Này, mày nói cái gì đấy? Mày nói rồi giặt. Trò mèo này không qua mắt được tôi đâu. Vừa nhìn là biết đây là chai rượu đèo. Đừng nói là 20 triệu, 200 nghìn tôi còn chưa thể mua. Này, mày đừng có mà nói láo nhá. Chai rượu này của bọn tao là hàng xịn, hàng nhập đấy nhá. Có tiền không buồn đâu. Thôi được rồi, cãi nhau nhiều thì mất thời gian. Để tôi gọi điện, tôi báo công an đến để xem xử lý việc này như thế nào. Tôi thấy là với cái giá trị chai rượu như thế này ấy, là cũng đủ để kiện rồi đấy. Chuyện này nhỏ mà, việc gì mà phải gọi công an? Tôi nghĩ là cần đấy. Nếu không gọi công an thì ai mới đền bù chai rượu này cho hai người, đúng không? Tất cả tôi giúp hai người thì giúp cho nó chót. Để tôi giúp hai người gọi công an luôn. Ê, trời! Bây giờ bọn tôi cũng bận rộn lắm. Không thời gian ngồi ở đây để mà lãng phí cả mấy người đâu. Đúng rồi đấy. Coi như là hôm nay bọn tôi xui xẻo mất chai rượu đấy. Bọn tôi phải đi. Thế nhá, đi. Định qua mặt ai? Tôi cảm ơn anh. Nếu như mà ngày hôm nay không có anh thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Chắc là tôi phải đền bù một khoản tiền lớn rồi ạ. Không sao đâu. Lần sau ấy, cô cẩn thận hơn một chút là được. Bọn lừa đảo bây giờ ấy, nhiều chiêu trò lắm. Alo, cậu đến chưa? Tôi gọi điện cho cậu để thông báo tôi không đến được. Con chó nhà tôi bỗng nhiên bị đau bụng, nên là tôi phải đưa nó đi bệnh viện. Hẹn gặp cậu hôm khác nhá. Cái gì? Con chó nhà cậu phải đi bệnh viện á? Thôi được rồi, cậu đưa nó đi bệnh viện nhanh đi. Hôm khác gặp nhau sau nhá. Là coi như hôm nay không ăn được một bữa ăn ở đây rồi. Thôi, cô tiếp tục làm việc đi nhá. Chào anh. Cảm ơn anh. Ủa, xui xẻo thật đấy. Ăn chưa kịp no đã về chuồng rồi. Đúng rồi đấy. Cũng chỉ tại thằng lắm chuyện đấy. Chứ không bây giờ ấy, mình phải lừa một khoản tiền đến bù rồi đấy. Lần sau nhá, em mà gặp nó, nhất định em sẽ cho nó một bài. Anh không tha cho nó đâu. Dạ thưa anh, tôi đã dọn dẹp xong cái đống đổ vỡ vừa rồi ạ. Đây, cô nhìn đi. Đây là hóa đơn thanh toán tiền ăn của hai kẻ lừa đảo vừa rồi đấy. Ôi anh ơi, sao lại có thể nhiều như vậy ạ? Đây, toàn những món ăn đắt nhất cửa hàng, chứ chả nhiều. Mày có tính thế nào? Sao ạ? Tôi phải trả toàn bộ tiền ăn cho bọn họ ạ. Thế chứ còn sao nữa? Ai là người vừa lại order cho họ, ai là người không cản họ lại? Thì đương nhiên là cô phải trả tiền bọn họ rồi. Mãi thôi, cái số tiền này lớn quá. Tôi không thể nào mà trả nổi ạ. Không trả nổi á? Tôi có một cách nhé. Tôi sẽ trừ thẳng vào lương của cô. Mà thật ra lương cô cũng chưa đủ đâu. Nhưng mà thôi, như vậy cũng tạm được rồi. Nhưng mà anh ơi, hôm nay là ngày cuối cùng để có thể nhận lương rồi. Nếu như bây giờ anh mà trừ thẳng vào tiền lương của tôi thì tôi thật sự là tôi không biết phải sống như thế nào ạ. Này, cô không nhìn được thiếu tính tiền à? Hả? Tôi có tính thêm cho cô đâu. Mà lương của cô còn chưa đủ đống đồ ăn này đâu đấy. Hay là anh ơi, anh cho phép em là trừ dần vào hàng tháng lương của em được không ạ? Chứ thật sự bây giờ anh mà trừ thẳng vào lương của em như thế, em thật sự là không biết phải sống như nào. Xin anh ạ. Thôi, tôi không cần biết. Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy không cần đi làm nữa. Hôm nay cô xử lý quá kém rồi, nhá. Không đi làm nữa đâu. Quản lý ơi, em xin quản lý yêu cầu với em ạ. Thôi, tạm biệt cô. Quản lý ơi, em xin quản lý. Sao mãi nó chưa về thế nhỉ? Giờ này mọi khi nó về rồi cơ mà.
là này, con về rồi đấy à? Mẹ đợi con mãi. Hôm nay có tiền lương đúng không? Tiền lương đâu đưa cho mẹ? Mẹ, tiền lương... Tiền đâu đưa cho mẹ, nhanh lên, mẹ đang vội lắm. Nhưng mà tháng này con không có tiền lương. Sao? Sao lại không có lương? Hôm nay là ngày lĩnh lương mà. Tại vì sáng nay có một khách đến ăn, nhưng mà người ta không trả tiền, cho nên con bị phạt trừ luôn tháng lương mẹ. Đúng là cái đồ vô dụng. Tao đẻ mày ra không được cái tác dụng gì cả. Ngay cả cái việc đơn giản là đi làm, mang lương về, có như thế thôi mà mày không làm được. Vậy thì mày làm được cái gì hả? Con mẹ ơi, con mà. Con sẽ đi kiếm việc làm rồi mang tiền về cho mẹ. Tao không cần biết. Mày muốn làm cách nào thì làm. Mày phải quay lại quán, làm thế nào để quản lý nó giảm mấy tiền. Chứ không ấy, mày đừng có vác mặt về đây. Nhưng mà việc đó không được đâu mẹ. Dù sao con cũng là người sai. Việc quản lý phạt con như thế là điều đương nhiên. Con không thể làm gì khác mẹ ạ. Ôi mày ngu lắm. Có cái bản mặt như thế này ấy, nhưng con là người khác ấy, nó mang tiền tỷ về nó nuôi mẹ rồi. Ở đây mày vô dụng không làm được cái gì cả. Tao nói cho mày biết nhá, mày muốn làm cách nào thì làm, không mang được tiền về cho tao ấy, đừng có bao giờ vác cái mặt về nhà tao nữa nhá. Mẹ, alo, alo, này con chó của tôi lại khỏe rồi, cậu còn ở đấy không? Tôi đến ngay bây giờ này. Tôi chuẩn bị đi rồi, mà thôi, cậu cứ ở nhà chăm sóc con chó của cậu đi, bữa khác bọn mình gặp nhau cũng được. Không được, ngày mai tôi bay đi Mỹ rồi, không biết bao giờ mới về Việt Nam, tôi nhất định phải gặp được cậu trước khi đi. Này, lần này có định cho tôi leo cây không đấy? Tất nhiên là không, tôi cam đoan. Được rồi. Vậy hẹn gặp ở chỗ cũ nhá. Mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa. Có phải là mẹ bắt con mang tiền về là để cho mẹ đi đánh bạc đúng không? Tao làm gì đến tiền ý, chưa đến lượt mày phải hỏi. Mày phải nên nhớ là mày là con tao chứ không phải là mẹ tao hay chưa. Từ ngày tao đẻ mày ra giờ ấy, mày chưa báo hiếu của tao cái gì đâu. Tao không cần biết. Muốn làm cách nào thì làm, mày phải mang tiền về cho tao. Nhưng mà bây giờ con không có tiền. Tại sao mẹ không chịu hiểu nhở? Nay ngày mai thôi, con sẽ đi làm kiếm tiền rồi con mang tiền về cho mẹ. Nếu như mà mẹ cần tiền ý, thì mẹ có thể để cho con thêm mấy ngày nữa. Con nhất định sẽ mang tiền về cho mẹ mà. Không được, phải mang về ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ cơ. Nhưng mà con đã bảo với mẹ là ngay bây giờ con không có tiền. Cho dù bây giờ mẹ có giết con thì cũng như vậy thôi ạ. Cái đồ con gái hỗn láo, ngỗ ngược. Tao mà biết như thế này ấy, cái lúc đẻ mày ra tao đem vứt đi cho rồi. Mẹ, con gái vừa đại vừa hỗn láo. Kìa, bác, có chuyện gì mà bác lại đánh cô ấy á? Nó là con tao, tao muốn làm gì thì kệ tao. Mày là ai mà xíu vào chuyện riêng nhà tao? Thôi. Anh đừng có can thiệp vào cái chuyện này nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình tôi. Anh đi đi, anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu. Nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu cũng có tiền đấy. Thế cậu với con gái tôi quan hệ với nhau như thế nào? Mẹ, bọn con không quen biết nhau. Anh ấy là khách hàng của quán con làm đấy. Sáng nay này, anh ấy giúp đỡ con chuẩn bị lấy tiền đấy. Tôi không cần biết cậu có thích nó hay không, nhưng cậu đã ra tay giúp nó để tôi không đánh nó, thì cậu giúp nó đi. Nhưng mà giúp cái gì ạ? Hiện tại ấy, tôi đang cần tiền. Mà con bé nhà tôi nó ngu ngốc, nó đi làm ấy để cho quán ăn người ta quỵt tiền lương của nó. Bây giờ ấy, nếu mà cậu muốn giúp nó ấy, thì cậu ra tay cậu giúp nó đi, cậu đưa tiền cho tôi. Mẹ, mày nói cái gì đấy? Cầu xin mẹ đấy, đừng có nói nữa. Mày im mồm đi. Đáng nhẽ nhìn cái hình dáng như mày ấy, tao không nên cho mày làm ở cái quán ăn. Mày phải làm ở cái quán karaoke ấy. Mày đi tiếp khách ấy, thì lương nó mới gấp 4, gấp 5 lần. Mày mới có tiền để mang về cho tao, mày chưa? Cô ấy thật sự là con ruột của bà. Đấy. Thế nào? Nếu mày thực sự muốn giúp nó ấy, thì mày đưa tiền đi cho tao. Nếu không á, tao bắt nó về làm ở quán karaoke, tiếp khách mang tiền về cho tao đấy. Bao nhiêu đây, đủ chưa? Đủ rồi. Cảm ơn cậu. Cô không đi cùng bà ấy à? Bà ấy chỉ cần có tiền thôi.
tôi xin lỗi nhé. Sáng nay anh đã giúp tôi như thế, thế mà bây giờ tôi lại còn dùng tiền của anh. Nhưng mà tôi hứa, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Tôi không phải là lừa đảo đâu. Cô biết tôi nghĩ gì à? Tất nhiên rồi, chắc chắn là anh đang nghĩ tôi cũng là lừa đảo giống như bọn họ. Đúng vậy đấy. Tôi hy vọng cô đúng là lừa đảo. Bởi vì nếu như vậy thì cuộc sống của cô sẽ không thảm như tôi nghĩ. Có một bà mẹ như vậy thì chắc là cô khổ sở lắm nhỉ. Uống nước đi nào. Cảm ơn anh. Đây, lau mặt đi. Mà mẹ cô có việc gì mà cần số tiền gấp như vậy? Thì không đánh đề thì cũng đánh bạc. Nói chung là sử dụng tiền không có mục đích tốt lành gì cả. Mẹ cô như vậy mà cô cũng chịu đựng được á? Tại vì bà ấy là người thân duy nhất của tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng mà sau ngày hôm nay, chắc chắn tôi không thể để cho mẹ tôi suốt ngày vòi tiền tôi một cách vô tội vạ như vậy nữa. Tôi mà làm như vậy thì chỉ làm hại mẹ tôi thôi. Thế cô đã có dự định gì chưa? Thì tôi cũng đang dự định là sẽ không về căn nhà đó nữa. Tôi sẽ bỏ nhà ra đi luôn. Sẽ tìm kiếm một công việc có thể bao được ăn ở. Hàng tháng sẽ gửi một khoản tiền về cho bà ấy và không cho bà ấy biết chỗ ở của mình. Tôi nghĩ làm cách đó sẽ tốt cho cả tôi và mẹ. Tôi thấy dự định của cô rất tốt. Thế cô đã nghĩ tìm việc ở đâu chưa? Hiện tại vẫn chưa. Tại vì tôi không có kinh nghiệm, mới không có bằng cấp, cũng chẳng biết phải làm công việc gì. Chắc là bây giờ tôi sẽ kiếm đại một công việc làm lao công hoặc là làm giúp việc thôi. Ở công ty của tôi hiện tại cũng đang thiếu lao công. Nếu mà cô không ngại thì tôi có thể giới thiệu công việc đó cho cô. Bao ăn ở và lương thì chắc chắn cũng không thấp và đóng bảo hiểm đầy đủ. Anh nói thật á? Anh giới thiệu công việc cho tôi? Đúng vậy. Đây, đây là danh thiếp của tôi. Ngày mai cô cứ đến đó, sẽ có người giới thiệu công việc cho cô. Địa chỉ của công ty có ở trên danh thiếp ấy. Anh là giám đốc công ty FM à? Đúng vậy, cho nên cô yên tâm là công việc này cô chắc chắn sẽ được nhận. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngày hôm nay anh giúp tôi tận 3 lần. Tôi không biết phải làm thế nào để có thể trả ơn ân tình này của anh nữa. Rồi. Chuyện đó thì không có gì to tát đâu. Tôi chỉ là tiện đường thì giúp đỡ cô thôi. Nên cô không cần phải để trong lòng làm gì. Tôi cảm ơn anh. Tôi xin lỗi nhé. Tôi chết. Tôi có một cuộc hẹn. Bây giờ tôi phải đi gấp. Ngày mai cô nhớ đến công ty nhé. Thôi tôi đi đây. Lại là hai người à? Mày nghĩ mày phá chuyện của bọn tao xong, bọn tao bỏ qua cho mày dễ dàng như thế à? Thế thì mày nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đấy. Hai người muốn gì? Dĩ nhiên là nện cho mày một trận, cho mày thừa cái thói bao đồng đi. Lần sau đến đây thì kéo đông người vào. Chứ bộ dạng của anh ấy không làm được đâu. Bảo tránh ra. Tôi không đánh phụ nữ. Mày nghĩ bọn tao đến đây là bọn tao đi đánh không? Nện chết nó cho tao! Mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Chạy đi! Lan Anh! Lan Anh! Này anh ơi, cố gắng chịu một chút. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô tỉnh rồi à? Anh nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Ê, cẩn thận. Đau quá. Không cẩn thận, đừng đậu vào vết thương. Ơ nhưng mà tại sao tôi ở đây? Để bệnh viện à? Cô không nhớ gì à? Ngày hôm qua cô giúp tôi thì bị người ta đánh trúng đầu. Bác sĩ khám cho cô rồi và nói rằng cũng may là không ảnh hưởng đến não. Nếu không thì không biết sẽ bị di chứng như thế nào. Tôi nhớ ra rồi. Ơ nhưng mà còn anh bị làm sao không?
Tôi nhớ là hôm qua bọn họ rất là hung hăng. Không biết là sau khi tôi ngất đi, bọn họ có làm gì anh không? Tôi không sao cả. Khi cô ngất đi thì bọn họ sợ quá, cho nên bỏ chạy hết rồi. May quá, bọn họ chẳng làm gì anh cả. Cô lo lắng cho tôi như thế à? Dĩ nhiên rồi, anh vì cứu tôi mà bị bọn họ ghi hận mà. Anh mà bị làm sao ấy, chắc là tôi hối hận cả đời mất. Tôi giúp cô đúng là một quyết định đúng đắn. Mà này, cô có muốn đi ra ngoài dạo một lát không? Ở trong này bí bách lắm, đi ra ngoài hít thở không khí trong này. Tôi đưa cô đi. Thời tiết hôm nay tốt thật đấy. Công nhận. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thảnh thơi thế này. Chứ bình thường đi làm phải 2-3 công việc một ngày, ngay cả thời gian thở cũng không có. Thế cô có định nói cho bố mẹ mình biết là mình nằm viện không? Không. Cho dù có nói thì mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Bà ấy cũng chỉ quan tâm là hàng tháng tôi gửi về bao nhiêu tiền thôi. Ừ. Mà thôi, cô đừng lo. Cứ coi như là khổ tận cam lai đi. Biết đâu sau vụ tai nạn này, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Tôi cũng đang hy vọng như vậy. Tôi sẽ có một công việc mới, ở nhà mới, và tôi sẽ khiến cho bản thân của mình trở nên hạnh phúc hơn. Mà từ giờ về sau, nếu cô cần giúp việc gì thì cứ nói với tôi sẽ giúp đỡ cô tận tình. Anh như thiên thần hộ mệnh của tôi ấy nhỉ. Tôi chỉ cần gặp khó khăn thôi là anh đã xuất hiện rồi. Nếu mà nói như vậy thì cô cũng chính là thiên thần hộ mệnh của tôi. Bởi vì nếu cô mà không đỡ gậy cho tôi thì bây giờ người ngồi xe lăn phải là tôi mới đúng. Thì hóa ra chúng ta có duyên với nhau phết nhỉ. Hai người đến đây làm gì? Mau đi ra ngoài. Anh Nam, chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi hai người. Chúng tôi đã biết hối lỗi rồi. Hai người có thể rộng lượng tha thứ cho bọn tôi được không ạ? Anh Nam, cô Lan Anh, tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí của cô cũng như là chi phí tổn thất tinh thần. Mong hai người tha lỗi cho chúng tôi được không ạ? Bọn họ làm sao đấy? Tự nhiên đến đây xin lỗi là sao? À, sắp phải đứng trước vành móng ngựa rồi, cho nên ai cũng phải ăn năn hối lỗi thôi. Vành móng ngựa? Phải. Tôi đã điều tra toàn bộ những gì mà họ đã lừa đảo từ trước đến giờ và đã giao nộp tất cả những bằng chứng đó cho công an, cộng với việc cố ý gây thương tích cho người khác. Tôi nghĩ rằng họ sẽ phải bóc lịch dài dài đấy. Anh Nam, cô Lan Anh, chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi. Chúng tôi cũng vô cùng ăn năn và hối lỗi. Chỉ mong anh cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi hứa sẽ thay đổi bản thân. Chỉ cần anh đừng tống chúng tôi vào tù thôi ạ. Bây giờ mới biết ân hận cũng đã muộn rồi. Ngay từ đầu hai người lừa đảo tôi ở quán ăn, tôi đã mềm lòng và cho hai người một cơ hội. Nhưng hai người đã quay lại và kéo theo người để muốn hành hung tôi. Việc làm của hai người chứng tỏ hai người có bản chất hung hăng, coi thường pháp luật. Ngày hôm nay hai người có thể đến đây xin lỗi, nhưng ngay ngày mai hai người sẽ ngay lập tức trở về bản chất thật của mình. Tôi nghĩ việc làm của hai người cần phải được răn đe nghiêm khắc mới nhớ lâu được. Kìa anh Nam. Cô Lan Anh này, tôi biết cô là người tốt mà. Cô có thể nói giúp tôi vài câu được không ạ? Lòng tốt của tôi chỉ dành cho người xứng đáng. Có những người có tâm niệm độc ác như hai người chắc chắn phải nhận hậu quả. Hai người không cần phải mất thời gian này nỉ nữa. Hẹn gặp lại phiên tòa. May quá. Của cô đây. Cô kiểm tra xem có mất mát gì không. Ôi may quá. Không bị mất gì cả. Tôi chỉ sợ mất giấy tờ quan trọng thôi. Tôi cảm ơn anh nhá. Không có gì. Ôi, nhưng mà trên mặt của anh có vết thương kìa. Hay là bây giờ tôi đi mua thuốc để tôi bôi cho anh. Không cần đâu. Chuyện nhỏ mà. Tên cướp đấy cũng mới ra nghề thôi.
Tôi ra tôi xử lý phát là xong ngay. Đây chẳng qua là không may thôi. Anh vui tính thật đấy. Lại còn bảo tên cướp phải ra nghề nữa chứ. Mà này, tôi có thể mời anh uống cà phê được không? Xem như là tôi đền ơn cho anh. Tôi chết rồi. Phải thật sự xin lỗi cô. Tại vì bây giờ tôi có chuyện phải đi ngay. Thôi, có duyên gặp lại nhá. Nhưng mà anh ấy chạy vào công ty làm gì nhỉ? Hay là có người quen ở trong đấy? Nhưng mà đi gì mà nhanh thế? Nếu như cần tìm ai thì cứ bảo với tôi giúp cho mà. Cậu qua công ty này là cái gì thế hả? Thích đến lúc nào thì đến à? Dạ, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi có chút việc riêng thôi ạ. Có chút việc riêng ấy thì đừng có đến đây làm. Tôi ghét nhất là những kẻ viết lý do đấy. Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Tôi xin hứa là tôi sẽ không có lần sau đâu ạ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mới có ngày đầu tiên đi làm đã gây ấn tượng không tốt rồi. Không hiểu cái phòng tuyển nhân sự làm việc như nào nữa. Dạ, họ vẫn tuyển theo đúng tiến trình ạ. Bởi vì tôi có bằng đại học cho nên là... Có bằng đại học là hay lắm à? Hả? Cậu có biết bên ngoài kia ấy, bao nhiêu thằng có bằng đại học đang về chăn bò kia không? Có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa? Tôi chưa, nhưng mà tôi sẽ vừa học vừa làm. Công ty trả tiền cho cậu để cậu vào đây vừa học vừa làm à? Công ty này là của bố cậu để lại à? À không, ý của tôi là tôi chỉ cần được làm việc thôi, còn làm ở vị trí nào cũng được ạ. À, được rồi. Nếu cậu đã có thành ý như thế thì tôi có vị trí này cho cậu đây. Công ty đang thiếu vị trí bảo vệ kiêm lái xe. Cậu có chịu không? Vâng vâng, tôi sẽ làm. Tôi nói trước, làm lái xe cho tôi ấy là cậu phải túc trực ở công ty 24/24. Bất kể khi nào tôi cần là cậu đều phải có mặt. Vâng vâng, tôi hiểu ạ. Còn một điều nữa, cậu phải lái xe cực kỳ an toàn. Tôi mà phật ý một cái là cậu bị đuổi việc luôn đấy. Dạ vâng ạ, anh cứ yên tâm, tôi không làm anh thất vọng đâu. Cậu nghèo đó đến mức việc gì cũng nhận luôn à? Thôi được rồi, cố gắng làm cho tốt, tôi sẽ lên lương cho cậu. Vâng ạ, tôi cảm ơn. Tôi đi ra ngoài đi. Dạ, xin phép ạ. Có bằng đại học kinh tế mà lại chấp nhận làm bảo vệ với lái xe, khó hiểu thật. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi cô nhé. Cô có sao không? Chịu mất thật đấy. Tôi không tới, cũng không tới. Tới lúc này làm gì? Anh này, anh là nhân viên mới của công ty này đúng không? Vâng, hôm nay tôi mới được nhận vào làm. Tôi là nhân viên lâu năm ở công ty này rồi. Sắp tới nếu mà có việc gì khó khăn thì cứ bảo tôi. Vâng, thế thì tốt quá. Xin lỗi đã làm phiền cô. Không có gì đâu, cùng là đồng nghiệp trong công ty với nhau mà. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà, phải không? Vâng ạ, cảm ơn cô. Bắt tay lâu thế. Không có chuyện của mình thì câm miệng đi. Không ai bảo là cô bị câm đâu. Tôi cũng về một chút, tôi ra ngoài. Lát tôi quay lại sau nhé. Vâng. Anh là nhân viên mới à? Vừa rồi anh tìm túi sách cho tôi có bị đến trễ không? Giám đốc có bảo gì anh không? Chuyện nhỏ ấy mà, không có vấn đề gì đâu. Tôi được giám đốc nhận vào làm rồi. Thật đấy á? Cô cũng làm ở đây à? Tôi làm việc ở đây. Thế thì bây giờ tôi và anh là đồng nghiệp của nhau rồi. Lên anh. Mong cô giúp đỡ. Tôi là Vina. Ok thôi. Bản kế hoạch lần này của em làm tốt lắm. Anh đang định cất nhắc em lên vị trí quản lý. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ là bản thân của mình vẫn chưa đủ tài năng để có thể ngồi lên vị trí đấy. Em nghĩ anh nên nhường vị trí đó cho người khác ạ. Là này, em lúc nào cũng khiêm tốn. Anh tự khắc có cách sắp xếp của anh. Em chờ tin vui nhá. Dạ vâng, thế thì em xin phép ra ngoài làm việc đấy ạ. Anh hỏi này. Dạ. Trưa nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhá. Anh biết một cửa hàng Nhật ngon lắm. Trưa nay thì không được rồi.
em có hẹn đi ăn với anh Vi Nam rồi ạ. Sao em lại đi ăn với nó? Nó là nhân viên mới mà. À, tại vì anh Vi Nam là nhân viên mới cho nên em muốn đi ăn để có thể trò chuyện, giúp anh ấy có thể hiểu về công việc của mình hơn. Mà dù sao cũng cảm ơn anh bởi vì anh đã mời ạ. Anh thật không thể hiểu nổi em đấy Lan Anh ạ. Anh mời thì em từ chối, lại đi ăn với cả cái thằng nhân viên mời đấy, nó chỉ là thằng bảo vệ thôi mà. Đối với em ấy, công việc nào thì nó cũng quan trọng như vậy. Với lại hôm nay em đi ăn với Vi Nam là cũng muốn cảm ơn anh ấy, bởi vì anh ấy đã giúp em khỏi vụ cướp đó. Em với cả thằng đấy có vẻ thân nhau nhỉ? Là nhân viên mới mà, cũng chẳng thân thiết gì. Chỉ là em thấy Vi Nam là người tốt cho nên muốn làm bạn bè với nhau thôi. Tốt gì cái thằng đấy chứ, chỉ là thằng bảo vệ thôi mà. Nhưng mà anh này, hình như là anh đang quan tâm hơi quá thì phải. Anh còn quản cả cái chuyện bạn bè của em à? Anh chỉ là cấp trên của em thôi mà. À không, thật ra thì anh lo cho em thôi. Anh chỉ muốn nhắc nhở em là đừng có tin người quá, cẩn thận mình bị lợi dụng đấy. Em cảm ơn anh bởi vì anh đã lo lắng như vậy. Em xin phép về phòng làm việc. Cũng may là mình nhanh trí, tìm được lý do để không phải đi ăn cơm với hắn. Ai? Đang ăn cơm đấy à? Vâng. Đi lấy xe cho tôi, đang cần đi gấp. Vâng vâng, anh đợi tôi một lát. Anh làm cái gì vậy? Thêm cái này vào, ăn mới ngon. Ăn hết đi. Anh thấy mình có quá đáng không? Đây là cơm của tôi mua, tại sao anh lại dở trò như thế? Ăn hết cái hộp cơm này cho tao. Tôi là cấp dưới của anh, chứ không phải nô lệ. Mà anh thích làm gì thì làm, ít ra tôi cũng phải được tôn trọng chứ. Mày chỉ là một thằng bảo vệ quèn, mày nghĩ mày được quyền tôn trọng á? Hả? Tao chưa cho mày liếm đế giày của tao ấy, thì đấy là may mắn của mày rồi đấy. Tôi không ngờ sếp lớn của một công ty lại có hành vi thô bỉ như vậy. Rồi một ngày anh sẽ phải trả giá thôi. Mày! Đừng quá đáng như thế. Tôi là nhân viên của anh, là bảo vệ chứ không phải nô lệ. Anh đừng cậy mình mà uy hiếp người khác, anh hiểu chưa? Mày ngon lắm. Đợi tao! Này, dừng lại, dừng lại. Ui, bố anh làm sao không? Anh điên hết người rồi đây này. Anh Cao, anh làm gì vậy? Anh không nhìn thấy anh Nam đang nằm ở đây à? Anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Không sao, chuyện nhỏ mà. Cảm ơn cô đã quan tâm. Chuyện nhỏ cái gì mà chuyện nhỏ. Bây giờ đi vào trong kia đi, để tôi còn thoa vết thương cho anh. Nhanh lên. Mặc dù chỉ là cháy nhẹ thôi, nhưng nếu không sát trùng cẩn thận ý, là có thể bị nhiễm trùng đấy. Lan Anh, đi mua đồ ăn trưa cho tôi đi. Địa chỉ đấy, đến đúng với quán rồi nhá. Không mua được thì đừng có về. Để tôi chở cô đi nhá. Đấy không phải là việc của mày. Đi xuống kho giao hàng đi. Nhưng mà đây là giờ trưa mà. Thế bây giờ có đi không? Thôi, tập trung mà làm đi. Tôi đi một mình cũng được. Chiều gặp nhé. Ok.
Tú Linh ơi, cơm của cô này. Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Cô mua cơm cho tôi mà tận hơn một tiếng đồng hồ cô mới mua về nơi thì tôi ăn kiểu gì? Đúng là đồ vô dụng. Cô thông cảm cho tôi chứ. Cái chỗ mà cô bảo tôi đi mua cơm ấy, cách công ty hàng chục cây số. Đến bây giờ tôi mới có thể quay trở về công ty được. Lần sau nếu mà cô bảo tôi đi mua cơm thì cô tìm cái quán cơm nào gần đây thôi. Chứ đi xa xôi như thế, ngay cả đến giờ nghỉ trưa của tôi còn chưa được nghỉ ngơi nữa là... À, cô còn kể lể à? Sao không tự trách bản thân mình vô dụng ấy? Cô làm việc đi, tôi còn ra ngoài làm việc. Cô làm gì vậy? Cô dọn ngay cái phòng này cho tôi. Nếu mà không dọn sạch sẽ thì tí sẽ có tiệc hay cho cô xem đấy. Cô đang muốn chơi tôi phải không? Tôi không làm. Giỏi. Cô nên nhớ, tôi là thân tín của phó giám đốc. Chỉ cần tôi nói một câu ấy thì cô nghĩ là cô sẽ làm việc được ở công ty này à? Mà kể cả các công ty khác cũng không có cửa đâu. Cô... Sao? Giận à? Giận lắm đúng không? Làm gì được tôi nào? Cô quá đáng lắm. Tôi không hiểu sao là tôi và cô cùng là nhân viên trong công ty này mà lúc nào cô cũng phải ức hiếp tôi như vậy. Tôi làm gì sai? Cô chẳng làm gì sai cả. Chỉ có cái bộ mặt của cô ấy, tôi nhìn là tôi không thích thôi. Sẵn tiện ấy, tao nhắc cho mày nhớ, gần gũi người tao thích ấy thì không có kết quả tốt đâu. Cô đang dọa tôi đấy à? Cô cẩn thận không tôi kiện cô vì cái tội ức hiếp người khác đấy. Cô đừng tưởng là cô làm việc lâu năm trong công ty này là cô muốn làm gì làm. Mày dám à? Cái chuyện cô thích ai, đó là việc của cô. Và tôi không quan tâm, tôi không biết. Còn cái việc mà cô có giữ chân được họ hay không ấy, thì đấy là phụ thuộc vào cô. Là do cô không có năng lực thôi. Con khốn này. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi không muốn làm việc ở một cái nơi quỷ quái này nữa. Ở đây chẳng có ai có tình người cả. Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi nghĩ là anh cũng nên nghỉ việc đi. Ở đây ai cũng giống như nhau hết. Chẳng ai tôn trọng những người cấp dưới hết. Họ quá đáng lắm. Đừng sợ. Cố lên. Tôi sẽ bảo vệ cô mà. Nhưng mà tôi sợ lắm. À, hai người đang làm cái gì đấy hả? Biết đây là công ty không? Đi giao hàng cho tôi đi. Tôi lại phải giao hàng đến đâu? Lần trước chỗ đó vừa xa, đường lại khó đi. Đến nơi tôi lại còn phải vác hàng nữa. Tôi là bảo vệ, là tài xế, chứ có phải người khuân vác đâu. Nếu mà vẫn chỗ đấy thì tôi không đi đâu. Yên tâm, lần này rất gần, hàng nhẹ, ok nhá. Ok, vậy thì tôi đi. Sao? Nhìn người mình thích gần gũi với thằng khác, khó chịu không? Cô cứ chờ kịch hay đi. Tôi đã chào hàng giả rồi. Thằng Nam chỉ cần giao đến cho Linh Chi, đối tác của tôi, là sẽ có kịch để xem thôi. Ồ, ai mà không biết Linh Chi là giám đốc công ty vàng bạc đá quý, là người có máu mặt trên thương trường. Quả này đậu vào Linh Chi là tàn đời luôn đấy. Tôi đã chào hàng, chỉ cần thằng Nam giao đến cho cái Linh Chi xong, nó đi khó mà về được. Nghe thì cũng thấy tội nghiệp đấy. Nhưng mà đây là cái giá phải trả cho cái sự lạnh lùng với tôi. Linh Chi gọi. Nghe đi, chắc có kịch hay để xem đấy. Alo, cô Linh Chi đấy à? Tôi Cao đây. Được rồi, tôi đến ngay.
mọi chuyện đúng như theo kế hoạch. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ Linh Chi. Cô có muốn đi không? Tất nhiên là muốn rồi. Tôi muốn xem vẻ mặt của Mina khó chịu đến mức nào. Bây giờ tôi ra xe trước, cô vào gọi Lan Anh đi cùng. Tôi muốn cho cái Lan Anh nhìn thấy cái cảnh mà người cô yêu bị hành hạ và sỉ nhục như thế nào. Cậu Cao, cậu giải thích như thế nào về việc cháo hàng lần này? Dạ, thưa chị, tôi thật sự không biết phải giải thích với chị chuyện này như thế nào. Chúng ta hợp tác với nhau đã lâu, chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Cậu đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Thì theo ý kiến của tôi đã kiểm tra rất kỹ mặt hàng trước khi chuyển cho chị, cho nên có thể là trong lúc vận chuyển hàng có vấn đề đấy. Ý anh là nghi ngờ tôi à? Cậu là nhân viên nghèo, cho nên nhìn thấy của nổi lòng tham là chuyện bình thường. Tôi nghĩ là cậu nên nhận tội sớm đi, thì chị Linh Chi đây sẽ khoan hồng cho cậu nhá. Tôi chưa hề động vào số hàng đó, chỉ là anh đang chơi tôi mà thôi. Đàn ông dám làm dám nhận, chứng cứ rõ rành rành như thế rồi mà cậu vẫn chối được. Tôi nể cậu thật đấy, dám cuống cả hàng của công ty, lòng tham vô đáy nhé. Cậu Cao, cậu cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi gọi cậu qua đây là có cái này cho cậu xem. Gì đấy? Chị Linh Chi ơi, mọi chuyện nó không phải như này đâu chị ạ. Cậu coi thường tôi quá rồi đúng không? Trong đoạn video này, chính cậu là người cháo hàng, vậy mà cậu lại đổ lỗi cho Vina. Chắc cậu không biết Vina chính là em trai của tôi đúng không? Vina là em trai của chị Linh Chi ạ? Phải, nó chính là đứa em trai duy nhất của tôi đấy. Nhưng mà chị ơi, sao em trai của chị lại đi làm nhân viên bảo vệ ạ? Chuyện này đúng là hoang đường thật đấy ạ. Bởi vì nó không phải là loại người thích khoa trương như các người. Tôi không muốn bị mọi người nói rằng ỷ thế và gia đình. Tôi muốn làm từ thấp rồi phấn đấu lên bằng thực lực của chính mình. Nhưng nhờ làm nhân viên quen, tôi mới biết được môi trường làm việc của các người như thế nào. Ỷ có chút địa vị mà không xem người khác ra gì cả. Tôi đã luôn cho người theo dõi Vina. Những lần Vina bị bắt nạt, tôi đều biết. Chắc bây giờ cũng đúng lúc để các người phải trả giá rồi đấy. Còn đây, chính là video mà những lần cậu thụt kết công ty để phân chia cho cái Linh đều được người của tôi ghi lại. Giám đốc của cậu là chỗ tâm tình với tôi. Chỉ cần tôi nói một câu thôi thì chắc cậu và cái Linh đây sẽ phải vào tù một người bóc lịch đấy. Ôi, chị Linh ơi, cậu Nam, tôi xin các người cho tôi một cơ hội với. Tôi biết lỗi của tôi, mong mọi người tha lỗi cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ sửa đổi. Anh Nam, tôi hối hận rồi. Anh có thể xin chị Linh Chi lên tha lỗi cho tôi được không ạ? Hai người không cần phải xin xỏ nữa. Hai người phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Lan Anh, em nghỉ việc bên đấy đi, về công ty chị anh làm. Ở bên này ấy, anh sẽ lo cho em và bảo vệ được cho em. Nhưng mà anh sẽ làm việc ở đây chứ? Đương nhiên rồi, anh nghĩ rồi, làm việc ở đâu thì cũng thế thôi. Quan trọng là mình phải có nhiệt huyết, có cố gắng là được em ạ. Chào các bác ạ. Mày có phải là Lan Anh không? Dạ vâng ạ. Cháu với bác có quen nhau hay sao ạ? Mày còn hỏi ngược lại tao à? Đồ mất nết, mất dạy, đồ vô liêm sỉ. Bà tuổi danh đã đi giật chồng của người khác à? Ngoài xã hội kiếm bao nhiêu việc, tại sao mày không làm? Mày đến đi làm con giáp thứ 13 hả? Bác ơi, hình như là bác có hiểu nhầm rồi ấy. Chứ cháu làm gì làm mấy cái việc đấy ạ? Bác, bây giờ bác mà không thả cháu ra nhá thì chắc chắn cháu sẽ kiện bác một cái tội vu khống đấy.
Mày lại còn dọa lại tao mà. Mày làm gì được tao nào? Hả? Mày giỏi lắm. Bác định đi đâu? Bác muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi như vậy à? Không dễ như vậy đâu. Phải, tôi đang nấu cơm ở nhà. Tôi về tôi nấu cho nó xong, không có cháy cơm của tôi mất. Bác đứng ở đây nói chuyện đàng hoàng đã. Bác đến đây chửi bới cháu như vậy, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của cháu. Bây giờ mà bác không nói rõ mọi chuyện, cháu chắc chắn sẽ đưa bác lên công an, kiện bác vì cái tội vu khống đấy. Cháu ơi, bác khổ lắm. Chồng bác mất lâu rồi, nhà bác thì nghèo, bác lại bị bệnh nặng nên ai thuê cái gì bác làm lấy thôi. Bác nói có thật không vậy? Nhìn bác trông trắng trẻo béo tốt thế này, thế mà bị bệnh nặng á? Thì bệnh của bác nó thế biết làm sao hả cháu? Người ta thuê bác 200.000 để đi đánh ghen. Bác có nghĩ là cháu là con giáp thứ 13 thật, đi giật chồng của người ta thật, nên bác mới đến gây chuyện. Cho bác xin lỗi nhá. Được rồi, dù sao thì cũng chẳng làm sao cả. Nếu như mà bác cần tiền để chữa bệnh như vậy thì ở đây này có cái công việc làm ở căng tin, vẫn còn đang trống một chỗ đấy. Nếu bác muốn làm thì bác phải đây làm với cháu cũng được. Có, bác muốn làm à? Cho bác làm cùng với nhá. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ cháu phải lên gặp trưởng phòng để thông báo với trưởng phòng đã, xong rồi sắp xếp công việc cho bác. Cháu nghĩ là làm việc ở đây công việc ổn định, bao ăn ở, lương thì cao, sẽ có tiền cho bác để có thể chữa trị bệnh cho bác thôi. Thế thì tốt quá, bác cảm ơn cháu. Bác đi theo cháu. Sao cậu hèn thế? Làm vệ sĩ cái kiểu gì mà chạy nhanh hơn cả chủ? Cậu có biết là cái cô Lan Anh rất là hung dữ không? Suýt nữa thì tôi bị cô ấy đánh rồi đấy. Bác Hà, bác cũng thông cảm cho cậu ấy. Cũng tại con bé Lan Anh kia hung dữ láo lếu quá, thế nên mới thế đấy ạ. Tí nữa thì nó lại lừa cả bác với cháu rồi. Cháu bảo cháu với cả thằng Nam con trai bác yêu nhau, còn cái cô Lan Anh ấy là tiểu tam chen vào cuộc tình của các cháu đúng không? Nhưng mà bác thấy hình như không phải ấy. Cháu có lừa bác không đấy? Cháu lừa bác làm gì ạ? Cháu với cả anh Nam lớn lên từ nhỏ với nhau, yêu nhau là chuyện đương nhiên rồi. Từ lúc con Lan Anh vào công ty ý, thì anh Nam mới đối xử lạnh nhạt với cháu thôi. Chứ cháu làm sao còn dám lừa bác ạ? Có thật như thế không? Cháu thề, cháu nói thật mà. Nếu như mà cháu nói dối bác ấy, thì cháu sẽ bị đuổi việc. Cháu sẽ bị bác với cả anh Nam không yêu thương nữa ạ. Được rồi, để tôi điều tra việc này. Nếu đúng như là cái cô Lan Anh ấy bỏ bùa mê để lừa thằng con trai tôi, thì tôi sẽ có cách để điều trị nó. Tôi không cho bất kỳ ai làm tổn thương thằng con trai tôi ấy cả. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Thực ra cháu chỉ muốn tốt cho bác với cả anh Nam, thế nên mới nói ra chuyện này thôi ạ. Chuyện tình cảm của bọn cháu nhờ cả vào bác ạ. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Lan Anh ơi, Lan Anh à, em đẹp tuyệt vời. Mới sáng ngày ra đi làm đã gặp cái thằng dở người. Mà cái thằng điên đấy nó cứ nhìn mình cười suốt thôi. Hay là bây giờ mình sẽ vả trong cái nhỉ? Mà không được, bây giờ mà vả nó thì mình lại mất tiền thuốc, có khi mình lại còn bị đuổi việc. Thôi kệ nó đấy, xem ra mày hên nhá. Ơ kìa, Lan Anh đi đâu rồi? Chủ tịch, anh làm gì ở đâu thế? Anh đói cho nên là anh định đến đây ăn một cái gì đó. Sao em lại đây? Em vừa đói lại còn vừa nhớ anh nữa. Em có thể ăn cùng không? Bây giờ thì anh có việc, anh chợt nhớ ra là anh có một cái việc anh cần phải giải quyết ngay. Nếu em đói thì cứ ngồi đấy ăn nhá, anh đi đã. Chủ tịch, ăn cơm cùng em khó thế à? Còn quỷ cái này, mày chỉ là một con phục vụ ở căng tin thôi, thế mà dám bỏ bùa mê thuốc lú chủ tịch à? Đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay.
Cô bác. Thế bác đi chợ có mệt lắm không? Bây giờ bác vào trong, bác uống nước rồi nghỉ ngơi đi, để cháu làm cho bác. Không sao đâu, để bác vào bác phụ với cháu. Thôi, bác đừng có ngại, cháu làm cái công việc này cũng quen rồi, có khi cháu còn làm nhanh hơn cả bác ấy. Với lại nhá, bây giờ bác đang còn bệnh thế này, bác cứ nghỉ ngơi đi. Vậy thì cháu giúp bác nhá. Dạ vâng, thế thì bác ngồi đây trông quầy giúp cháu nhá. Con Lan Anh đâu rồi? Phục vụ đâu? Giờ đây. Chào cậu, cậu muốn dùng gì ạ? Tự nhiên đâu ra bà già này. Tôi tưởng căng tin công ty giờ tuyển toàn mấy em xinh tươi mát mẻ cho anh em nhân viên ngắm cho sướng cơ mà. Tự nhiên lôi ra bà này. Con Lan Anh đâu? Ai cũng phục vụ cũng được mà cậu. Thế cậu muốn ăn uống gì ạ? Bà đứng xa tôi ra đi. Tôi ghét nhất với cái mùi người già như bà đấy. Chả hiểu đâu ra. Gọi con Lan Anh ra đây phục vụ tôi đi. Con bé nó đang bận, tôi phục vụ cậu cũng được mà. Bà bị dở, tôi nói bà không nghe à? Bà biết tôi là ai không? Tôi là Cao, trưởng phòng kinh doanh mới của công ty đấy. Không những thế nữa, em gái tôi còn là thư ký riêng của chủ tịch. Chỉ cần một cái búng tay của tôi thôi là bà con Lan Anh ấy bị đuổi khỏi đây luôn ấy, bà tin không? Cậu là ai không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu với người khác. Cậu là nhân viên của công ty, tôi cũng là nhân viên của công ty. Cậu nên tôn trọng người khác một chút đi. Cái đấy không quan trọng. Quan trọng là chất lượng và nhân phẩm của tôi hơn bà rất là nhiều. Gọi con Lan Anh ra đây. Ui, em làm gì mà đánh anh kinh ấy? Tôi đánh anh là bởi vì thái độ của anh đấy. Bác Hà là nhân viên mới ở đây, lại còn là người lớn tuổi nữa. Anh không có sự tôn trọng nào hay sao? Mà nói cái kiểu gì vậy? Thì anh đùa tí, làm gì căng vậy? Anh đùa như vậy chẳng vui một tí nào cả. Anh mau xin lỗi bác ấy nhanh lên. Tại sao anh lại phải xin lỗi? Anh là trưởng phòng kinh doanh, địa vị và chức vụ của anh cao hơn bà ta rất là nhiều. Chả lý do gì phải xin lỗi bà ta cả. Mà thôi, anh đang đói bụng lắm. Em vào trong, lấy cho anh một tô bún mọc cộng thêm cốc trà đá ra đây. Nhanh lên. Anh mà không xin lỗi thì đi ra khỏi đây đi. Tôi sẽ không làm cho những ai có thái độ như anh. Cái căng tin này sẽ không bao giờ phục vụ những người như anh. Thôi mà cháu. Sao mà thôi được cả bác? Bây giờ mà không làm căng với anh ta ấy, không chỉ dừng lại ở cái việc mắng chửi bác đâu, lần sau anh ta còn đánh đập bác nữa cơ. Này, nếu mà mày đã láo lếu như thế thì tao đâu cần phải ăn ở đây nữa. Tao sẽ phản ánh chuyện này với cả trưởng phòng nhân sự. Đuổi cổ mới ra khỏi đây, nghĩ mày to à? Anh cứ làm đi, tôi không sợ đây. Tôi chẳng sợ gì anh cả, bởi vì tôi chẳng làm gì sai cả nhá. Nếu mà tao... Cháu không sợ nó sao? Bác nghe thấy nó bảo nó là trưởng phòng kinh doanh đấy. Còn là giám đốc chủ tịch trong công ty này cháu cũng chẳng sợ. Cái đạo đức cơ bản của con người là phải tôn trọng người lớn tuổi mà anh ta còn không làm được ý, thì cháu chẳng có gì phải nể hay là tôn trọng anh ấy cả. Mà thôi, cháu vào trong làm việc tiếp đây. Bác ở đây nhá. Lan Anh ơi. Chết, thằng Nam. Lan Anh ơi. Quái lạ, sao công ty lại không ai phục vụ nhỉ? Bác Hà, tại sao bác lại nghỉ việc ạ? Hay là tại vì công việc ở đây nặng nhọc với bác quá cho nên bác không làm được? Thôi rồi, cháu sẽ nói chuyện với cấp trên. Cháu bảo với cấp trên là giảm việc cho bác, bác đừng có nghỉ việc nhá. Không phải thế, bác cảm ơn cháu. Chỉ vì bác thấy sức khỏe trong người không được tốt nên bác xin nghỉ thôi. Dù sao thì bác cũng cảm ơn cháu trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ bác. Cháu là cô gái tốt, bác rất là thích cháu. Thôi được rồi ạ, nếu như bác đã muốn nghỉ như vậy thì cháu cũng không thể nào cản được bác. Đây ạ, cháu có một chút cháu biếu bác. Bác nhận lấy đi cho cháu. Cháu làm việc cũng vất vả mà, làm sao mà bác dám nhận. Thôi cháu cất đi. Thôi bác cứ cầm lấy cho cháu vui. Khi nào bác rảnh thì bác ghé qua đây bác thăm cháu nhé. Chủ tịch ạ. Lan Anh, em đang đi chợ à? Em lên xe đi, anh chở em về công ty. Dạ thôi không cần đâu ạ, em có thể tự về được.
chủ tịch cứ về trước đi. Không sao đâu, em cứ lên xe đi, đằng nào anh cũng tiện đường mà. Đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Chủ tịch, sao anh lại cho con phục vụ ở căng tin lên xe ngồi chứ? Mất hết cả giá trị của xe mình ra. Tú Linh, thôi đi. Lan Anh ấy là do anh mời lên xe, em đừng nói như vậy. Em nói thật mà, đẳng cấp của chúng ta với cả cô ấy không giống nhau. Làm sao mà ngồi chung xe được? Em thấy nhá, tốt nhất là anh nên đuổi cô ta xuống xe đi. Đừng có để ai trong công ty này rồi họ bàn tán không hay đâu. Chị Tú Linh, tôi và chủ tịch trong sạch, cần gì phải bàn tán? Chị Tú Linh nói chuyện hơi quá rồi đấy. Cô là cái loại gì mà có tư cách nói chuyện ở đây? Anh Nam là chủ tịch, tôi là thư ký riêng của anh ấy. Còn cô ấy chỉ là con phục vụ thôi. Cô thì không sao, nhưng mà tôi đây này, tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và đẳng cấp của chúng tôi mà thôi. Đủ rồi đấy Tú Linh, em mà nói nữa ấy, anh cho em xuống xe đấy. Anh Nam, em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh tưởng con này ấy, nó hiền à? Nó chỉ giả vờ thôi, chứ ở công ty nó hung dữ láo lế với cả người khác lắm đấy. Mọi người ngừng lại đi. Đủ rồi, chị đừng có mà nói bậy nữa. Ai nói tôi như thế thì họ có dám ra nói đứng trước mặt của tôi không? Tao nói mày đấy, làm gì được tao. Mày mà nói nữa ấy, tao sẽ bảo chủ tịch cho mày xuống xe luôn đấy. Xuống xe đi. Đấy, thấy chưa? Chủ tịch bảo mày xuống xe đấy. Được rồi, xuống thì xuống. Anh không nói em, tôi mời cô Tú Linh xuống xe. Anh Nam, cô nhầm không đấy? Người phải xuống xe là cô Lan Anh cơ mà. Tôi không nhầm, tôi đã bảo là cô im lặng, nhưng cô cứ nói và sỉ nhục Lan Anh. Vậy thì mời cô xuống xe. Còn Lan Anh, mày dám làm tao mất mặt trước mặt anh Nam à? Tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu. Bác à, bác tin cháu đi ạ. Nếu mà bác không làm gì thì con bé Lan Anh nó sẽ dụ dỗ quyến rũ anh Nam mất. Mà con bé đấy là con bé nhà quê vừa nghèo hèn lại còn vừa hám tiền nữa. Nó yêu anh Nam ấy chỉ vì vật chất thôi chứ không phải vì tình yêu đâu ạ. Cháu tin là trên đời này chỉ có cháu mới là người yêu anh Nam thật lòng thôi. Bác giúp cháu với ạ. Tú Linh này, bác đã gặp con bé Lan Anh rồi. Bác thấy nó là người tử tế, hiền lành. Và bác cũng nói chuyện với thằng Nam rồi. Nó bảo nó không có cảm tình với cháu, nên cháu đừng có quyến rũ nó nữa. Ở ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt hơn mà. Nhưng mà cháu yêu anh ấy, trên đời này sẽ không có ai yêu anh ấy bằng cháu đâu ạ. Cháu nên kiềm chế cảm xúc của mình đi. Bác không thể chấp nhận được hành động của cháu. Bác đã nói rồi, chuyện tình cảm bác không can thiệp nữa. Cháu đừng có mơ mộng lợi dụng bác. Bác Hà, bác Hà. Sao? Bà già này có giúp em không? Không. Bà ta bị con Lan Anh dụ dỗ rồi. Em muốn đuổi việc đó ấy, nhưng mà sợ chủ tịch biết không cho. Sợ là một thời gian nữa chủ tịch sẽ yêu nó mất. Anh có cách này giúp em, không biết em có chịu hay không thôi. Cách gì đấy? Bây giờ chúng ta sẽ chặn đầu con Lan Anh, nện cho nó một trận, cho nó thừa cái thói dụ dỗ yêu đương hơn chủ tịch đi. Em thấy như thế nào? Cách này hay đấy, chuyển luôn đi. Đúng là một lũ độc ác, không ăn được thì đạp đầu. Không được, con bé Lan Anh là người tốt, mình phải bảo vệ nó mới được. Con Lan Anh, đứng lại cho tao. Lên đi con. Này con Anh kia, mày đứng lại đấy. Hôm nay nhá, mày không chạy thoát được đâu. Ngày hôm nay tao sẽ đánh cho mày ra bã luôn. Ở cái công ty này ấy, mọi người nghỉ việc hết rồi, đừng hòng mà có ai bênh được mày. Hai người thôi đi. Tại sao lúc nào anh cũng phải gây khó dễ cho tôi đấy? Ai bảo mày lì lợm? Tao với cả Tú Linh ngày hôm nay đến đây cho mày một trận, cho mày chừa cái thói chưa đi giật bồ người khác đi. Loại con gái lăng loàn. Này, đừng có mà đặt điều vu khống cho tôi nhá. Tôi chưa bao giờ có ý định tán tỉnh chủ tịch. Tôi chỉ muốn ở đây yên ổn làm việc thôi. Đừng có mà nói như vậy. Lan Anh nói đúng đấy,
Các người đừng ăn hiếp con bé nữa. Không á, hối hận không kịp đâu. Con phụ già này đâu ra đấy hả? Nhìn bà ta thôi, là tao cũng biết đây là loại nghèo hèn, rách dưới. Bà đừng tưởng bà vợ đi con Lan Anh nó sẽ cho bà chút tiền, không có chuyện đó đâu. Cậu ăn nói cẩn thận đấy, tôn trọng người lớn đi. Bà mới là người phải tôn trọng của tôi đấy. Bọn tôi chỉ tôn trọng những người có tiền thôi, bà hiểu chưa? Còn cái loại rẻ rách như bà với cả con Lan Anh ý là những cái loại đáng khinh. Ngày hôm nay nhá, tôi sẽ cho hai người một trận, sau đó đuổi cổ hai người ra khỏi công ty. Này, cô ra đánh người cho công ty này à? Cô không coi quy định của công ty ra gì à? Tao là thư ký của chủ tịch đấy. Ở cái công ty này ý, tao là quy định. Tao nói cho mày biết nhá, mẹ của anh Nam ý rất là thích tao. Bác ấy đã nói rằng là chỉ chấp nhận tao là vợ của anh ấy. Cái thứ hèn hạ như mày thì mơ mộng hão huyền. Cái thứ hạ tiện, nghèo hèn như mày ấy không xứng đáng với chủ tịch đâu. Bỏ cái giấc mơ ảo tưởng này đi nha. Đứng lại đấy, ai cho đi? Anh Cao, giật cái khẩu trang của bà này ra cho em. Này, ông đừng có làm vậy đó. Sao không được? Nè, chắc là bà xấu xí lắm, cho nên mới phải đeo khẩu trang đấy. Vậy sao? Bác Hà. Đây chẳng phải là mà giàn dưới trong công ty nào? Anh im đi, anh có biết đây chính là... Này! Là mẹ của tôi. Mẹ. Ô, gì á? Đây mà là mẹ của chủ tịch á? Không. Mẹ, Lan Anh, hai người có sao không? Không sao, nhưng hôm nay con phải nói rõ mọi chuyện đi. Chứ cô Tú Linh với cậu Cao tìm cách hãm hại Lan Anh. Con phải thay mặt Lan Anh đòi lại công bằng cho nó đi. Không phải như thế đâu anh ạ. Bác ơi, con với cả anh Nam lớn lên từ nhỏ với nhau, bác phải tin con chứ ạ? Hay là bác bị con Lan Anh nói cái gì, thế nên bác mới không tin con đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Bác ơi, em gái cháu ngoan hiền, dễ bảo, xinh xắn đáng yêu như thế này thì làm sao mà làm những chuyện như thế được ạ? Chắc chắn là do con Lan Anh này nó bày trò này. Hai người đúng là khốn nạn, lật lọng. Cô Tú Linh lừa tôi đến đánh ghen Lan Anh thay cho cô ấy. Khi không đạt được mục đích thì cô cùng với cả anh trai đến đánh tôi với cả con bé. Chuyện này có thật không mẹ? Thật. Nếu hôm nay mẹ mà không biết kế hoạch của bọn họ ấy, thì Lan Anh đây đã bị đánh giữa đường rồi. Cháu cảm ơn bác đã bảo vệ cháu ạ. Bác xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm cháu. Cháu là cô gái tốt, thẳng tính, lương thiện. Bác rất là thích cháu. Cả thằng Nam nữa. Cháu có thể cho con trai bác một cơ hội được không? Anh thích em từ lâu rồi Lan Anh, chẳng lẽ em không hiểu được tình cảm của anh à? Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh Nam, thế còn em thì sao ạ? Anh biết thừa là em thích anh nhiều như thế nào mà. Em không hề yêu anh. Em chỉ yêu tiền và quyền lực của anh thôi. Để cảm ơn tấm chân tình của em, anh sẽ đuổi việc hai người ngay lập tức. Ơi, Nam ạ, chủ tịch, không phải lỗi tại tôi đâu, tôi chỉ là vì nghe lời dụ dỗ của Tú Linh thôi. Chứ tôi không làm gì cả. Chủ tịch đừng đuổi với tôi, đuổi mình nó là được rồi ạ. Anh ghét nó với chứ. Anh Nam, anh để tình thời gian qua em đã giúp đỡ và làm việc cho anh một thời gian dài. Anh đừng đuổi việc em cũng được không ạ? Sai rồi. Em làm việc cho tôi, tôi trả tiền cho em. Đó là hợp tác công bằng, chứ không phải là em giúp đỡ tôi. Hai người đi đi. Từ ngày hôm nay, tôi không muốn thấy mặt hai người ở trong công ty nữa. Anh Nam, em xin lỗi mà. Chủ tịch ơi, tôi xin lỗi. Hai người đi đi. Dù sao mẹ cũng phải cảm ơn Tú Linh. Nhờ có nó ấy, mẹ mới gặp được Lan Anh bất ngờ như thế này và hiểu rõ được mọi chuyện. Còn đấy, từ giờ phải đối xử tốt với Lan Anh, chứ không á, không xong với mẹ đâu. Mẹ yên tâm, từ giờ về sau con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy.